Hàng loạt các vụ tai nạn lao động xảy ra trên cả nước trong thời gian gần đây khiến dư luận đặc biệt quan tâm về quyền của người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Mặc dù luật vệ sinh an toàn lao động đã ra đời từ năm 2015, quy định rất rõ trách nhiệm của các bên liên quan, tuy nhiên trên thực tế người sử dụng lao động thường bỏ qua trách nhiệm của mình, trong khi đó người lao động lại không hiểu hết về quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định. Nên khi xảy ra tai nạn lao động, họ chính là người bị thiệt đơn, thiệt kép. Đây là khu vực hiện trường vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã khiến cho 3 người chết, 7 người bị thương vừa xảy ra vào ngày 19 tháng 6 năm 2024 trên địa bàn xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Nguyên nhân được xác định là do đứt dây cáp thang vận chở hàng. Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng trường mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư. Tư vấn giám sát do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 119, Công ty Cổ phần Lắp đặt Thiết bị Công nghệ Sao Hà Nội đảm nhận. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Tuấn Minh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hà Hưng, Công ty Cổ phần Xây dựng An toàn Hà Nội. Theo thông tin chính thức từ Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, sau khi hết giờ làm việc, nhưng thấy trời sắp mưa, một nhóm công nhân quay lại công trường và lên trên mái tầng 3 khối nhà lớp học đang xây dựng để che đậy gờ tường mới xây và chuyển dụng cụ lao động xuống. Đến 19 giờ, bảo vệ công trình nghe tiếng động lớn và ra quan sát thì phát hiện có 10 người bị thương nằm ở vị trí thang vận thăng dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng. Mặc dù công trường được trang bị đầy đủ các biển báo, nội quy về an toàn lao động, thang vận thăng ghi thông số tải trọng 500 kg, có biển cảnh báo cấm chở người. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng thang sai quy định và vượt quá cân nặng tải trọng ngoài giờ lao động đã dẫn đến sự cố. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Tuy nhiên, từ sự việc trên, hàng loạt câu hỏi mà dư luận đã đặt ra đó là trách nhiệm của chủ đầu tư, của tư vấn giám sát, của nhà thầu thi công, của chỉ huy công trường. Cơ quan điều tra thì cần phải làm rõ xem là cái vận thăng thì đã được kiểm định hay chưa. Cái vận thăng đấy thì là theo thông tin thì là được doanh nghiệp tự chế, và hai nữa là không được phép chở người. Và ba nữa là cái vấn đề mà quản lý của cơ quan nhà nước đối với cái việc cái sử dụng những cái thiết bị, trang thiết bị để thực hiện cái việc thi công hoặc là sản xuất lao động là có đáp ứng đủ cái yêu cầu về an toàn lao động hay không, có được phép sử dụng hay không. Cơ quan chức năng cũng cần phải làm rõ là cái quá trình công nhân lao động ngoài giờ thì đã có cái nhật ký để theo dõi cái việc làm ngoài giờ hay chưa, hoặc ai là người đã yêu cầu cái việc làm ngoài giờ đó, đồng thời là cái việc không đảm bảo cái an toàn vệ sinh lao động dẫn đến cái hậu quả thiệt hại xảy ra thì cái trách nhiệm đầu tiên trước mắt thuộc về người chủ sử dụng lao động, sau đó thì đã đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các cái đơn vị sở ban ngành chuyên môn về các vấn đề về đảm bảo kiểm tra giám sát cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình công nhân hoạt động sản xuất kinh doanh. Kính thưa quý vị, đối với các vụ tai nạn lao động có thiệt hại về người, nghĩa là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Vậy còn đối với các vụ việc cùng gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa có thiệt hại về người thì sao? Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình An ninh với cuộc sống ngày hôm nay. Cũng là một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, cũng bởi nguyên nhân đứt dây cáp thang chở hàng và người. Nhưng may mắn hơn, vụ tai nạn lao động xảy ra tại địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, ngày 8 tháng 6 năm 2024, không có thiệt hại về người. Kính thưa quý vị, là nơi tôi đang đứng ở đây là một cơ sở sản xuất mây che đan thuộc xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, nơi mà cách đây 10 ngày đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân bị trọng thương. Và câu hỏi đặt ra đó là trách nhiệm sẽ thuộc về ai, những chủ sử dụng lao động hay các cơ quan chức năng địa phương? Chiếc lồng thang vận thăng tự chế này được chủ cơ sở dùng để chở hàng kết hợp chở người lên gác xếp. Những mối hàn sơ sài, những thanh răng tạm bợ, sợi cáp thì được hãm không theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Và hậu quả, cáp đứt.
Bà Phạm Thị Reo, người cùng xã, là lao động thời vụ cho cơ sở mây che đan nói trên, bị chấn thương nghiêm trọng, gãy tay, gãy xương chậu, gãy xương ngón chân, đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu và điều trị. Có ba công nhân với học sinh nó đến làm, nó nghỉ hè nó đến làm theo khoán cái. Nó làm được bao nhiêu cái thì họ trả các cháu đúng như tiền. Còn bọn cô thì làm theo ngày. Không được ký hợp đồng đúng không? Không có bảo hiểm hợp đồng đúng không? Không có gì. Mà nhà nó lắp cái cáp này là lắp cái cáp biểu. Vừa lắp xong mà cô đi có một mình con nặng ở đâu mà lại đứt thế. Đấy, nhà nó bỏ, nó nụp cho vài triệu tiền viện, nó bỏ, nó không ra trông nom mà gọi điện nó không nghe. Gia đình bà Reo là hộ cận nghèo trong xã. Chồng mất sớm, hai con cũng phải nghỉ học phụ giúp gia đình. Từ khi bà bị tai nạn, cuộc sống đã cơ cực, giờ còn cơ cực hơn. Do là nông dân, không có điều kiện tiếp cận pháp luật, nên gia đình bà Reo không hề biết quyền lợi của mình khi xảy ra tai nạn lao động, nên cả gia đình chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi mà chủ sử dụng lao động ban phát. Và tôi trực tiến mẹ ngã và đau, tôi cũng rất xót. Chỉ biết rồi là sẽ lại chăm sóc mẹ, không biết làm thế nào khác. Tôi đi làm bên chủ lao động thì họ không nghe máy. Đấy, tôi sẽ nhờ chị gọi thì họ cũng kiểu như chỉ ấy, chỉ hứa hẹn qua điện thoại nhưng gặp mặt thì không gặp. Trong một thời gian sau thì cũng không gọi được nữa và không nhắn tin, cũng không trả lời. Tôi sau khi không liên lạc được với nhà chủ, tôi có làm một cái đơn tố cáo lên xã. Xã nói là cái này nên giải quyết tình cảm, không nên nộp đơn. Xã có bảo là cái việc này chỉ là việc dân sự, chưa chết người, nếu chết người sẽ là hình sự, đến dân sự sẽ giải quyết kiểu khác và hình sự sẽ giải quyết kiểu khác. Luật vệ sinh an toàn lao động 2015 đã quy định rõ quyền lợi của người lao động, nhất là khi lỗi không thuộc về người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người sử dụng lao động khi có tai nạn lao động xảy ra. Trường hợp mà cái mức độ tổn hại sức khỏe của người lao động từ 61% trở lên, mà trong trường hợp luật xác định là lỗi do người sử dụng lao động, thì là hoàn toàn có thể bị xem xét khởi tố hình sự theo quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra thì cái căn cứ về cái việc giám định tổn hại sức khỏe sẽ ảnh hưởng và quyết định đến cái vấn đề là cái mức bồi thường thiệt hại về tổn hại về sức khỏe cho cái người lao động của chủ sử dụng lao động. Như vậy, khi lỗi thuộc về chủ sử dụng lao động thì chủ sử dụng lao động phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phần lỗi do mình đã gây ra. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng những khoản tiền khác theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại điều 38 Luật vệ sinh an toàn lao động có quy định là trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra thì người lao động ngoài trừ cái số lương được bồi thường, cái chi phí viện phí, các chi phí để phục hồi lại cái sức khỏe cho người lao động thì người lao động được người chủ sử dụng lao động trả lương trong cái thời gian là bị điều trị tai nạn lao động và phục hồi sức khỏe. Sau đó thì phải được người chủ sử dụng lao động sắp xếp cái công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình. Và theo quy định thì nếu mà mức độ tổn hại sức khỏe từ 5% trở lên thì cái mức bồi thường sẽ là 1,5 tháng lương và cứ mỗi phần trăm tăng lên, 1% tăng lên thì sẽ được hưởng 0,4% của cái tháng lương mà người lao động được hưởng cho đến cái mức tổn hại sức khỏe là từ dưới 80%. Trong quá trình xác minh làm rõ trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, chúng tôi còn phát hiện ra rất nhiều sai phạm tại cơ sở sản xuất mây che đan này. Đó là việc bất tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy, việc xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp và một số hành vi vi phạm khác. Chúng tôi sẽ làm rõ và tiếp tục phản ánh đến quý vị khán giả trong các chương trình tiếp theo. Trước những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng như đã nêu ở trên, kính đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân. Chương trình An ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.